Truyền thông Việt Nam nói hàng chục nghìn người hôm 26 tháng 7 đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được xem là nhà lãnh đạo lỗi lạc thống trị nền chính trị trong nước hơn một thập kỷ nhưng theo các chuyên gia đã để lại một di sản gây tranh cãi. Ông Trọng qua đời hôm 19 tháng 7 ở tuổi 80 và cái chết của ông đánh dấu sự khởi đầu của việc tìm kiếm người kế nhiệm chức lãnh đạo Đảng Cộng sản, trong khi Chủ tịch nước Tô Lâm đang tạm đảm nhận chức vụ này. Các báo do nhà nước Việt Nam quản lý đồng loạt đổi màu đen trắng với tấm hình ông Trọng cùng dòng chữ nhà lãnh đạo lỗi lạc trọn đời vì nước vì dân. Theo báo chính phủ, hàng nghìn người dân đã chờ đợi từ tờ mờ sáng ngày 26 tháng 7 để vào viếng ông Trọng tại nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội trước lễ truy điệu và tiễn đưa vị Tổng Bí thư quá cố tới nơi an nghỉ cuối cùng trong cùng ngày. Bàn lễ tang được báo chính phủ trích dẫn cho biết hơn 36.000 lượt người đến viếng ông Trọng ở quê nhà ông ở Đông Hội thuộc Đông Anh và hơn 40.000 lượt người đăng ký viếng tại Hội trường Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 26 tháng 7. Tang lễ của ông Trọng được tổ chức trong 2 ngày từ 25 đến 26 cùng lúc tại 3 địa điểm viếng nêu trên. Theo VnExpress, có khoảng 55.600 lượt người gồm cả quan chức và người dân đến viếng ông Trọng ở các địa điểm này trong ngày đầu tiên. Tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và an táng ông Trọng hôm 26 tháng 7, báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông được chôn cất tại Nghĩa trang Mai Dịch ở Hà Nội, cũng là nơi an nghỉ của các quan chức cấp cao của Đảng và quân đội Việt Nam. Ông Trọng đã xem tham nhũng là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tính chính danh của Đảng Cộng sản và phát động cuộc chiến chống tham nhũng sâu rộng còn được gọi là đốt lò. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales cho rằng ông Trọng sẽ được nhớ đến lâu dài vì chiến dịch chống tham nhũng, trong khi giáo sư Jacare Abuja của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ lại cho rằng chiến dịch chống tham nhũng đó đã thất bại và làm tổn hại đến tính chính danh của Đảng. Còn theo nhà nghiên cứu độc lập Hà Hoàng Hợp, quá trình chống tham nhũng đã làm cho công chức, viên chức, người dân nghi ngờ hiệu quả của việc chống tham nhũng này. Một nhóm gồm 7 thượng nghị sĩ Mỹ vừa gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo kêu gọi bà không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, đồng thời hối thúc hãy bảo vệ các ngành công nghiệp cũng như lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp Mỹ viện dẫn lý do chính quyền Việt Nam kiểm soát đồng tiền của quốc gia này, thiếu quyền lao động và nhà nước cộng sản ra tay can thiệp sâu rộng. Do đó, việc trao cho Việt Nam quy chế nền kinh tế thị trường sẽ tàn phá các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ, vốn đã bị thiệt hại do các hoạt động thương mại không công bằng của Việt Nam. Bức thư của các thượng nghị sĩ Mỹ được gửi hôm 25 tháng 7, một ngày trước khi Bộ Thương mại Mỹ dự kiến đưa ra quyết định có cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam hay không. Nhưng theo Reuters, bộ này đã lùi ngày đưa ra quyết định vào mùng 2 tháng 8 thay vì 26 tháng 7, với lý do họ bị gián đoạn vì sự cố công nghệ thông tin xảy ra vào tuần trước. Các thượng nghị sĩ Mỹ nói trong bức thư rằng nếu công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường sẽ dẫn đến tình trạng người Mỹ mất việc làm và gây tổn hại cho người lao động Mỹ. Cảnh báo rằng việc trao cho Việt Nam quy chế kinh tế thị trường chỉ tạo thêm nhiều cơ hội cho hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc lách thuế của Mỹ. Các thượng nghị sĩ lưu ý rằng Việt Nam đã có thặng dư thương mại hàng hóa hơn 100 tỷ đô la mỗi năm với Hoa Kỳ, nhưng vẫn tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Trước đó, hàng chục các nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ, kể cả Thượng viện và Hạ viện, cũng yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam với các lý do tương tự. Việt Nam bị Mỹ xác định là nền kinh tế phi thị trường trong hơn 20 năm qua. Bộ Công Thương Việt Nam vào tháng 9 đã đề nghị Bộ Thương mại Mỹ đánh giá lại tình trạng này khi cho rằng họ cần được đưa ra khỏi danh sách vốn áp dụng cho các vụ kiện chống bán phá giá. Trong 3 nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mới qua đời hôm 19 tháng 7, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam kém thời hai vị tiền nhiệm là Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh, nhưng tốt hơn thời của hai ông Lê Khả Phiêu và Nguyễn Văn Linh. Việt Nam bắt đầu chính sách cải cách nền kinh tế và mở cửa đất nước với các đối tác bên ngoài khối cộng sản từ năm 1986, thường được gọi là công cuộc đổi mới. Kể từ đó đến nay, đất nước nơi Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo đã có 5 vị Tổng Bí thư khác nhau. Số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy trong 13 năm ông Trọng là người đứng đầu Đảng Cộng sản, nắm quyền quyết sách, tỷ lệ tăng GDP của Việt Nam ghi nhận các mức thấp nhất là 2,6% hồi năm 2021 do đại dịch COVID-19 và cao nhất là 7,5% vào năm 2018 và trung bình là 6% cho cả giai đoạn 2011-2023. Việt Nam đạt tăng trưởng GDP trung bình lên tới 8,75% khi ông Đỗ Mười nắm quyền
và đây cũng là mức cao nhất trong năm đời Tổng Bí thư trong giai đoạn đổi mới. Trong nhiệm kỳ của ông Nông Đức Mạnh, tỷ lệ tăng GDP của Việt Nam đạt bình quân là 6,6%, bao gồm cao nhất là 7,5% vào năm 2004 và mức thấp nhất là 5,4% trong năm 2009. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chung trong thời ông Trọng cao hơn những nhiệm kỳ của hai ông Lê Khả Phiêu và Nguyễn Văn Linh. Đánh giá về tốc độ tăng GDP của Việt Nam không mấy mạnh mẽ trong ba nhiệm kỳ Tổng Bí thư của ông Trọng, đã có nhiều ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước đăng trên báo chí Việt Nam nói rằng đất nước đã chuyển sang giai đoạn còn ít dư địa để phát triển nhanh nhưng có nguy cơ bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình và đòi hỏi phải có cải cách thể chế.